bạn nè. Giờ mấy chiếc công nông MF chở đất vô bên nè các bạn. Rồi chiếc MF 185 nha các bạn. Ve vô xong đổ rồi các bạn. Ve đang cào lên. Đây là cũng cắt cỏ lấy về cho bò nè các bạn. Hốt lên. Bây giờ mình xe vô bên lên. Lên lên rồi các bạn đó. Xe bên chạy rồi các bạn ơi. Vòng vòng này mình sang mặt bằng trồng cây rồi đó các bạn. Trước thì mới trồng. Mình sẽ cắm được lắm. Giờ hai chiếc ve rồi các bạn, giờ đổ tiếp. Lên lên các bạn, đổ lên. Cuốc ban nha các bạn, ban nha làm cái đường cho xe ve cho. Thank you.
giờ ve vô nè các bạn. Lên lên các bạn. Chào tạm biệt các bạn nha, chúc các bạn xin vui vẻ, thành công trong công việc.